Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mối quan hệ phức tạp giữa Selena Gomez, Justin Bieber hay Hailey Baldwin vẫn còn là chủ đề được khán giả hết sức quan tâm. Chỉ cần một động thái nhỏ của Selena hay vợ chồng Justin là các thánh soi sẽ phát hiện và mổ xẻ tìm nguyên do. Mới đây, người hâm mộ đã tá hỏa khi phát hiện tài khoản Twitter của Hailey Baldwin đã bay màu không rõ nguyên nhân. Rất nhiều netizen đặt câu hỏi về việc này và cuối cùng, bà xã Justin Bieber đã quyết định xóa tài khoản cá nhân vì bị netizen công kích trong thời gian dài. Đồng thời, cô khẳng định với người hâm mộ rằng mạng xã hội là một môi trường độc hại và hãy tránh xa. Hailey chia sẻ, cô đã bị cộng đồng mạng tấn công, đặc biệt là sau khi kết hôn với Justin Bieber, đặc biệt là khoảng 2 năm rưỡi trở lại đây. Cô bị so sánh ngoại hình và từng hành động, cử chỉ hết lần này đến lần khác. Cũng từ 2 năm rưỡi, để ngầm ám chỉ việc cô bị so sánh với bồ cũ của chồng trước và sau khi kết hôn dù không chỉ rõ tên Selena Gomez. Đương nhiên, người hâm mộ vợ chồng Justin hay Hailey Baldwin cũng không thể để yên cho chuyện này. Trên thực tế, cả vợ chồng Justin và Hailey đều đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu cộng đồng mạng ngừng làm mọi việc trở nên rắc rối hơn. Thậm chí trong một lần cặp đôi livestream, bình luận Selena là người tốt hơn liên tục được spam khiến Justin phải tắt cuộc trò chuyện sớm vì không muốn vợ khó xử. Thậm chí Hailey từng là fan cứng của cặp đôi Selena, Justin và Selena. Cô từng đăng trên Twitter, tôi chắc chắn mình là người thuộc team Selena nhưng nhanh chóng đã bị nàng mẫu xóa. Mối tình 8 năm của ông xã và tình cũ cho đến nay vẫn ảnh hưởng đến Hailey và khiến cô nhận lại nhiều ý kiến chỉ trích tiêu cực. Trước đây, Justin Bieber đã ra mắt album mang tên Justice, đánh dấu 13 năm hoạt động nghệ thuật. Ông chồng nghiện vợ của Hollywood không làm khán giả thất vọng khi dành gần hết album viết về bà xã. Anh chia sẻ, Hailey là nguồn cảm hứng bất tận để anh sản xuất các bài hát trong album lần này. Hailey trở thành nàng thơ trong loạt ca khúc như Holy, Unstable, Love You Different, Love By You, Too Much. Thế mới thấy Justin chịu vợ đến thế nào khi viết cả loạt ca khúc để cảm ơn Hailey đã cùng anh vui buồn suốt thời gian qua. Tuy nhiên trong số 16 ca khúc được công bố, các thánh soi nhanh chóng phát hiện ra một bài hát có liên quan đến Selena Gomez. Lời bài hát đầy ẩn ý khiến không ít người tin rằng ca khúc này được Justin dành riêng để nói về tình cũ. Điều này không khỏi khiến fan của cả ba nghệ sĩ dậy sóng, tranh cãi nảy lửa vì cho rằng chuyện tình cảm rắc rối năm xưa vẫn còn dư âm. Bài hát đang nghi được netizen chú ý là Ghost với phần lời đầy ẩn ý như tôi nhớ cái chạm nhẹ của em trong buổi đêm tôi lạc lối hay nếu tôi không thể ở gần bên em, tôi sẽ chiếm lấy linh hồn em. Nhiều người cho rằng Justin đang muốn nhắc đến Selena, người con gái đã cùng anh vượt qua thăng trầm trong hơn 7 năm. Tuy nhiên, ngược lại với nghi vấn liên quan đến tình cũ, một số fan khẳng định Justin chỉ muốn nhắc đến năm 2020 nhiều mất mát và dịch bệnh lan rộng. Nam ca sĩ tiết lộ, Ghost nói về nỗi niềm của con người khi đánh mất những người yêu thương, nhưng lại vô tình khiến netizen rần rần vì tin rằng bài hát này được viết cho Selena. Fan của cặp đôi này tin rằng dù không ở bên nhau, nhưng Justin vẫn luôn nhớ về mối tình sâu đậm ngày nào. Một số khán giả lại cho rằng bà xã Hailey là nàng thơ của album này nên ông chồng Justin sẽ không dại dột nhắc đến tình cũ. Justin Bieber và Hailey Baldwin gặp nhau lần đầu vào năm 2009. Lúc này, cô nàng vẫn là một fan trung thành của chàng ca sĩ. Cuối cùng, cô cũng được gặp thần tượng của mình sau khi được bố, diễn viên Stephen Baldwin giới thiệu. Kể từ đó, Justin và Hailey đã trở thành một cặp bạn thân, luôn luôn có mặt cùng nhau trong những sự kiện đặc biệt và quan trọng. Tuy nhiên, vào năm 2011, Justin Bieber và Selena Gomez đã công khai hẹn hò, trở thành một trong những cặp đôi được săn đón nhiều nhất trong giới showbiz. Trong khoảng thời gian sau, Justin và Selena liên tục hợp tan khiến những người hâm mộ vô cùng mệt mỏi. Thậm chí, nam ca sĩ thừa nhận, album Purpose có đến 3 ca khúc được viết dành cho Selena, What Do You Mean, Sorry from Mike McWorks. Cuối năm 2015, khi những người hâm mộ vẫn đang ngóng chờ Justin và Selena quay lại bên nhau, thì nam ca sĩ lại du lịch riêng với cô bạn thân Hailey Baldwin. Đầu năm 2016, Justin Bieber đăng bức ảnh khóa môi Hailey Baldwin, chính thức xác nhận cả hai đang hẹn hò. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và tỏ ra tiếc nuối cho chuyện tình giữa anh và giọng ca Good For You. Kể từ sau khi đính hôn, cặp đôi đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ khán giả, phần lớn đến từ người hâm mộ cặp đôi Justin Selena. Họ cho rằng Hailey là phương án tạm bợ của nam ca sĩ mà thôi và chàng sẽ sớm bỏ cô để quay về bên ngôi sao Disney một thời. Tất nhiên, Justin đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ vợ chưa cưới trước những sóng gió mà cả hai gặp phải. Đến tháng 9 năm 2018, cặp đôi công bố đã đăng ký kết hôn. Thông tin này tiếp tục nhận được nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Thậm chí trong bài phỏng vấn với Vogue, nữ người mẫu chia sẻ, người ta nguyền rủa tôi sẽ bị chồng bỏ. Sau khi gặp gỡ và kết hôn với nàng mẫu Hailey, Justin Bieber dường như đã tìm thấy tình yêu định mệnh của cuộc đời. Nam ca sĩ này nghiện vợ đến mức lúc nào cũng kè kè áp sát bà xã như thể sợ có ai cướp mất.
Vợ chồng hot nhất Hollywood này nhiều lần khiến fan bất lực vì luôn dính nhau như hình với bóng. Nếu không có Hailey, chắc chắn khán giả sẽ không thể biết Justin có tính chiếm hữu cực kỳ cao, lúc nào ở nơi đông người cũng phải đụng chạm bà xã để khẳng định chủ quyền. Thậm chí những công việc như xách túi, kéo vali, anh cũng không để vệ sĩ làm mà tranh luôn để lấy lòng vợ. Người hâm mộ đã quá quen với thói quen đánh dấu chủ quyền một cách cố chấp của Justin, thậm chí còn có netizen thương Hailey vì luôn có cái đuôi lẻo đẻo theo sau.